Những phương pháp tự nhiên giúp loại bỏ vết chàm, bớt. Nguyên nhân gây nên các vết chàm, vết bớt hiện chưa được xác định rõ. Song bạn có thể làm mờ vết chàm, vết bớt bằng những cách điều trị tại nhà. Số 1. Túi đá trường Những túi đá được biết đến với công dụng làm xe khít lỗ chân lông và giúp giảm thiểu các vết chàm, vết bớt. Bạn hãy gói hai hoặc ba viên đá lạnh vào một miếng khăn, chà nhẹ nhàng lên vùng da cần điều trị trong khoảng 5 phút. Hãy lặp lại đều đặn để có hiệu quả tốt nhất. Những viên đá lạnh có tác dụng làm sáng da và loại bỏ các vết thâm. Số 2, dầu ô liu. Được biết đến như một chất làm ẩm và mềm da giúp xóa mờ các vết chàm, vết bớt. Những vết này có thể được làm mờ đi nhưng không dễ để loại bỏ chúng. Vì thế mỗi ngày bạn hãy cố gắng chà sát vùng cần điều trị với dầu ô liu trong 10 phút. Kết quả rất khả quan và bạn sẽ nhận thấy những vết chàm, vết bớt trên cơ thể dần mờ đi. Số 3. Vitamin E Nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa cao, hiệu quả trong điều trị các vết thâm. Loại vitamin này được sử dụng phổ biến trong việc điều trị sự tổn hại của các gốc tự do lên các tế bào trên cơ thể của chúng ta. Hãy sử dụng các loại dầu chứa vitamin này. Đặc biệt là tinh dầu cam, loại này cực kỳ hiệu quả trong chữa trị các vết bớt, vết chàm. Ngay cả việc tiêu thụ những thức ăn giàu chất dinh dưỡng này cũng rất có ích. Bằng việc tăng cường những thức ăn giàu vitamin vào khẩu phần ăn của bạn cũng là một cách tự nhiên giúp làm mờ các vết thâm. Số 5, chanh. Một chất tẩy tự nhiên vô cùng phổ biến. Chanh được sử dụng trong nhiều loại kem và mỹ phẩm làm sáng da, là một phương pháp điều trị vết chàm, vết bớt tại nhà khá hữu hiệu bôi nước ép chanh lên vùng da cần điều trị rồi rửa lại, và sau vài lần như thế các vết chàm, vết bớt sẽ bị mờ dần. Số 6. Nước ép cà chua Cũng nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa cao có tác dụng làm mờ các vết chàm, vết bớt. Tính chất này trong trái cà chua sẽ làm mờ đi các vết chàm, vết bớt trên cơ thể bạn. Hãy ép trái cà chua và lấy nước của nó bôi đều lên vùng da cần điều trị. Đây là một phương thức điều trị tại nhà rất hiệu nghiệm. Số 7, vitamin A và C. Vitamin khá là hiệu quả trong điều trị các vết trên da. Bạn nên ăn những thực phẩm giàu vitamin để loại bỏ các vết thâm trên da. Hãy ăn nhiều thức ăn có chứa hàm lượng cao các loại vitamin như trái kiwi, mơ, cam và sau đó bôi những trái cây này lên da của bạn. Việc làm này sẽ làm giảm bớt các vết trên cơ thể, là một cách điều trị vết thâm rất tự nhiên. Đây là những phương pháp đơn giản giúp bạn điều trị những vết chàm, vết bớt trên da những thực phẩm lành mạnh bao gồm cả các loại trái cây và nước ép của chúng là phương thức tốt nhất trong việc điều trị vết thâm những vết này có thể được điều trị một cách tự nhiên và các cách thức làm tại nhà trên đây khá là hữu hiệu